tử vi tuổi Thìn tháng 6 âm lịch năm 2022 Nhâm Dần. Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài, phát lộc. Quý vị và các bạn thân mến, tử vi học có nói mỗi con giáp sinh ra thì đều mang trong mình một số mệnh khác nhau. Và có những mệnh chủ thì mang số phú quý, làm gì cũng đều được đại cát đại lợi. Nhưng mà cũng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận thì mới có cơ may, giàu có lên được. Và trong tháng 6 âm lịch năm 2022 này thì chắc hẳn quý vị cũng đang rất tò mò về vận mệnh của mình trong tháng 6 âm lịch này sẽ có những chuyển biến như thế nào, đúng không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin rằng các nhà tử vi học đã dự đoán rằng con giáp này có vận may trúng số khi bước vào tháng 6 âm lịch, tiền bạc un kéo về, giàu có nhất vùng. Do được thần tài chiếu cố ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, cho nên con giáp này sẽ gặt hái được những thành công lớn lao trong tháng 6 âm lịch. Sự thành công của con giáp này chắc chắn cũng khiến cho không ít người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng bên cạnh đó cũng không kém phần kính nể. Và trước khi bước vào tìm hiểu nội dung chương trình, quý vị cũng đừng quên đăng ký ủng hộ kênh Phong Thủy Gia Cát. Và sau đó thì chúng ta sẽ nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi đăng tải trên kênh. Còn bây giờ thì sẽ là nội dung mà quý vị đang quan tâm. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng bước vào phần luận giải chi tiết về tử vi của những gia chủ tuổi Thìn nói chung trong tháng 6 âm lịch này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan tử vi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng này, công việc làm ăn của các gia chủ tuổi Thìn có phần khởi sắc hơn nhiều so với những tháng trước do gặp được quý nhân vận vượng, cho nên mọi vấn đề khó khăn đều được giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Người làm công ăn lương, công việc ổn định, có quý nhân tăng phần phúc khí, các mối quan hệ xã giao hài hòa, có dấu hiệu tăng tiến về chức vụ hay lương thưởng vào những tháng cuối năm. Theo tử vi năm 2022 của những người tuổi Thìn thì thời điểm này cũng rất thích hợp để mở rộng làm ăn, buôn bán thêm phần thuận lợi. Gia chủ có thể mở mang thêm một vài hạng mục mới hoàn toàn, ban đầu có thể là tay ngang nhưng lâu dần trở thành nguồn thu chính, hứa hẹn thành quả đáng kỳ vọng. Tuy nhiên cần đề phòng có tiểu nhân quấy phá, đâm chọc sau lưng, làm bất cứ việc gì đều phải cẩn thận, kẻo gặp bất lợi khôn lường. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về phương diện tài chính của quý gia chủ tuổi Thìn trong tháng này được dự đoán là khởi sắc, nếu gặp khó khăn sẽ có người giúp đỡ. Người làm công ăn lương thu nhập ổn hơn nhưng chưa đa dạng về nhiều nguồn thu. Người kinh doanh buôn bán tự thân có thêm các nguồn thu ngoài luồng, tổng thu nhập trong tháng vẫn rất tốt, không hề kém cạnh bất kỳ ai. Tuy vậy, tiền làm ra nhiều nhưng chi tiêu cũng không ít, tiêu hao nhiều cho bản thân và gia đình. Bản mệnh cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiền tích lũy cho những trường hợp cần thiết, tránh trường hợp khi cần lại không có. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại, khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. So với năm ngoái, sức khỏe của những người tuổi Thìn tốt lên đôi phần. Bạn không gặp vấn đề gì quá lớn về sức khỏe, nhưng cần phải cẩn trọng các bệnh liên quan đến vấn đề tuổi tác, gây suy nhược cơ thể hoặc bệnh thần kinh do suy nghĩ quá nhiều. Với người cao tuổi, cần phải thường xuyên theo dõi huyết áp và lượng đường huyết để phòng nguy cơ bị đột quỵ. Người trẻ tuổi chú ý đi lại cẩn thận, kỵ đường sông nước. Các quý vị gia chủ tuổi Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ.
Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tình duyên gia đạo của các gia chủ tuổi Thìn trong tháng này rất tốt, ít gặp chuyện sóng to gió lớn. Nam nữ độc thân tuy không quá vượng đào hoa nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu. Từ đó có thể tìm được người ưng ý, đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn. Tuy đôi khi không khí cũng khá nhạt nhòa, khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán trường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Tử vi từng tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn sinh năm 2000. Người tuổi Thìn sinh năm 2000 đang bước vào thời gian quan trọng, khi bắt đầu năm cuối đại học với nhiều khó khăn. Bản mệnh có thể phải chịu áp lực học tập khá nặng nề, vì thế cần có sự cổ vũ động viên của những người thân cũng như là sự tích cực chủ động của chính bản thân mình. Đây chính là khoảng thời gian bạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý, vì thế cần chủ động trò chuyện, tâm sự với cha mẹ hoặc những người đáng tin cậy để kịp thời hóa giải khúc mắc, chớ nên giữ mọi chuyện trong lòng kẻo dễ gây stress. Bản mệnh cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho chuyện tình cảm, gây ảnh hưởng đến thành tích học tập của mình. Hãy xác định nhiệm vụ chính của mình là gì để thực hiện cho đúng. Tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Mọi phương diện cuộc sống của những người tuổi Thìn sinh năm 1988 nhìn chung là ổn định, bản mệnh xây dựng các kế hoạch học tập và công việc hợp lý, có như vậy mới có phương hướng để phát triển, nhanh chóng gặt hái thành công. Trong chuyện tình cảm, người độc thân cần chủ động hơn nữa, dù là nam hay nữ, một khi có thiện cảm với ai thì nên giữ quan hệ, chớ ngồi yên một chỗ chờ đợi duyên phận đến với mình. Người đã lập gia đình đào hoa vượng, bạn cần chú ý giữ khoảng cách với người khác, tránh để bản thân vướng vào chuyện thị phi, gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì thế mà nhiều người đố kỵ. Gia chủ cần chú ý cách hành xử của mình, tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm chìm trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, nên đôi bên dễ dàng nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Sự nghiệp của những người tuổi Thìn sinh năm 1964 tiến triển khá lý tưởng. Bản mệnh có thể tìm được cơ hội để phát huy ưu thế của mình, gặt hái được những thành quả khiến mọi người xung quanh ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cần chú ý đến các mối quan hệ xã giao của mình, dù có thành công cũng trở nên kiêu ngạo, kẻo sinh chuyện thị phi, tự đẩy mình vào rắc rối. Bên cạnh đó, vận trình tài lộc của bạn không thực sự lý tưởng, các nguồn tài chính không nên gia tăng và các khoản chi cũng cần phải chi tiêu nhiều hơn. Vì thế cần chú ý tiết kiệm, chớ nên tiêu xài bừa bãi cho những hoạt động không thực sự cần thiết. Tuổi Nhâm Thìn sinh năm 1952. Trong tháng này, bạn có nguồn thu nhập chính ổn định, song các khoản thu phụ không quá dồi dào. Vì thế cần hạn chế đầu tư, chủ yếu tập trung vào các công việc chính của mình. Trên phương diện sức khỏe, nếu có thời gian, bạn nên sắp xếp đi kiểm tra sức khỏe toàn diện để phòng và chữa bệnh kịp thời, đồng thời có chế độ sinh hoạt, rèn luyện hợp lý. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2022, tháng Đinh Mùi của năm Nhâm Dần. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2022, tức ngày 29 tháng 6 năm 2022 đến 28 tháng 7 năm 2022 dương lịch. Tháng 6 Đinh Mùi có nạp âm là Thiên Hà Thủy, tháng Mùi Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất và Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 6 năm 2022, tức ngày 8 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 6 năm 2022, tức ngày 20 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch năm Nhâm Dần 2022.
ngày âm lịch ngày 9 tháng 6 năm 2022, tức ngày 7 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 21 tháng 6 năm 2022, tức ngày 19 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thìn trong tháng 6 âm lịch. Qua đó quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong tháng 6 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh. Còn bây giờ thì cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung được phát sóng tiếp theo trên kênh Phong Thủy Gia Cát.